mấy và giây phút này mong sao ngừng trôi. Đã bao thời gian anh mơ được nhìn em hé nụ cười. Người ơi em có hiểu được anh không? Lòng anh thẫn thờ yêu em nhiều lắm. Ước mong thời gian sẽ quay trở lại để anh được nói với em thêm một câu rằng ngày mai nếu có gặp lại nhau thì em có cần tay anh ôm em thật lâu. Chúc em ngày mai thank you.
the boy, tell him, yeah, you can be my bun, I can be your clad, you can be my wife, text me, call me, I need you in my life, yeah, all day, every day, I need you, and every time I see you, my feelings get deep, but I miss you, I miss you, I really wanna kiss you, but I can't. Trong bao đêm qua bóng tay trong vang khi không nghe phone của em. Chuyện anh nghe bao cô đơn vây quanh và giật mình biết em yêu này đã xa. Vì sao anh đây đã đổi thay nên bao nhiêu nhớ nhung bây giờ mình anh sẽ mãi mãi thôi. Phải một người đã xa anh rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giây phát tán. Biết khóc cười vậy thôi. Nếu anh là em muốn kết thúc những anh
một người thay đổi. Anh yêu vội
tháng ăn dần trôi, yêu đến mấy cuồng ngủ khi người ta thay đổi. Tin vào cả thế giới đến lúc em nhìn ra bao câu hứa năm xưa tan vào mình. Trong lòng em vẫn thế, vẫn của anh ngày xưa, nhưng anh đã quên em, quên nụ hôn ban đầu. Bao chặng đường gian khó ta đã qua cùng nhau, sao anh cứ chia tay cho bao lâu? Rồi cũng đã lúc mình buông tay nhau, hạnh phúc đến mức chỉ có bao nhiêu. Rồi nước mắt qua chẳng đôi môi anh để chia ly, tiếc nuối cho những gì ngày khác có lẽ sẽ quên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chờ một ngày mai. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? Nguyện là chém lúc có người yêu hơn, cứ mong mong mơ như theo anh giờ. Ta như trong mắt những thật xa xăm, cứ ân thầm thương nhưng chẳng đến cùng. Vì đâu mỗi lúc ngước nhìn lên cao, nước mắt lời rơi lòng muốn biết bao. Người là ánh sáng chân trời xa xôi, còn riêng tôi thấy sao xa vời. Hãy subscribe.
phút quá ngắn em có giữ được đâu.
Biết
anh chỉ có một người. Thấy thấy chỉ dám với bố cô thì em là anh chỉ đồ mà thôi. Nên anh đành phép chung thư tiếc thương tình để thấy em nói hết tâm tư trong mình. Mong anh đừng nói những lời từ chối. Em chỉ cần biết tâm tư anh thế yêu thương tựa như bao.